Thưa quý vị, với 100% đại biểu có mặt tán thành, vào chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Chủ tịch nước Lương Cường là người kế nhiệm chức vụ này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Tân Chủ tịch nước Lương Cường lên thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ngay sau lễ tuyên thệ, Tân Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu nhậm chức.